Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay mình đang có mặt tại một trong những nhà máy sản xuất ra các dòng ô tô rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Xin giới thiệu với các bạn, đây là nhà máy ô tô Trường Giang, hay còn gọi là nhà máy ô tô Đông Phong. Các bạn có thể nhìn ở đây có rất nhiều các cái dòng xe, từ xe to đến xe nhỏ. Thì hôm nay mình đến đây để nhằm một mục đích là gì? Để giới thiệu được cho các bạn cái nơi mà sinh ra cái dòng xe tải nhẹ, dòng xe tải van đang rất hot ở trên thị trường, đang rất được nhiều người quan tâm trên thị trường. Đó chính là cái chiếc xe tải Photon, tải van hai chỗ, trọng tải 950 kg, màu đỏ đun trước mắt các bạn đây. Thì cái sản phẩm này là nó đang lắp ráp trong nhà kho, trong nhà máy, và mình kéo ra đây để mình làm video. Thì các bạn nhìn thấy là cái ở đây nó chưa có hai cái đèn sương mù. Thì cái này các anh sẽ lắp vào sau khi mà chuẩn bị giao cho khách hàng thì sẽ lắp hai cái đèn này. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái xe nó chưa có cái đấy, mong các bạn thông cảm. Nhưng mà các bạn trên tinh thần là các bạn xem cái xe này, nó có một cái màu sắc độc đáo và đẹp. Bây giờ thì cái xe Photon Trường Giang thì mình đã giới thiệu khá nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ nói lại một chút về những cái điểm, đặc điểm tuyệt vời của cái dòng xe này so với những cái dòng xe tải van khác hiện tại đang có trên thị trường. Thì như các bạn đã biết rằng là chiếc xe tải Photon là một trong những cái chiếc sinh sau đẻ muộn, và nó có nhiều điểm nổi bật hơn so với những cái chiếc xe tải van khác đang có trên thị trường. Và cái điểm đầu tiên đó chính là cái hệ thống thép cường lực phân tán, hệ thống thép cứng hơn so với các cái chiếc xe tải van hiện tại khác đang có trên thị trường. Nó cứng hơn khoảng 40%. Và đây chúng ta có thể gõ vào, chúng ta sẽ thấy được cái lớp tôn, lớp dày, cái độ dày của cái thành quách này. Mình bán rất nhiều cái xe này rồi, và các bạn nếu các bạn để ý một chút trên các diễn đàn, các anh có nói rất nhiều về chất lượng thép của con xe này. Khi thông thường chúng ta sẽ không tránh được va quẹt, cách của mình va quẹt thì nó chỉ trong sơn thôi, nó không bị móp giống các cái dòng xe tải khác. Đấy, cái điểm thứ hai là chúng ta có một hệ thống lốp lớn này, các bạn có thể nhìn thấy cái lốp này là lốp R14, 175 R14, to hơn một cỡ so với các cái sản phẩm khác. Lốp to hơn thì cho phép các bạn là bền bỉ hơn, bám đường hơn và ổn định hơn. Mời các bạn sang bên này để chúng ta xem qua một cái thùng này. Giới thiệu xe thì chúng ta sẽ phải nói nhiều đến cái thùng xe. Đây là một chiếc xe tải van trọng tải 950 và đi được trong nội thành. Các bạn có thể nhìn thấy một cái chiếc xe có một cái khoang chở hàng rất là rộng. Chiều dài của cái khoang chở hàng này ở cái điểm dài nhất là 2m50. Chúng ta có một khối lượng hàng hóa khá là lớn, mở được 4 cánh và mở được 3 cánh như thế này đằng sau. Đó, các bạn nhìn thấy đa phần là chúng ta sẽ mua cái xe này để chở hàng. Thì nếu các bạn cần thiết thì chúng ta chỉ cần làm thêm một cái lớp tôn hoặc một cái lớp gỗ đằng sau này thì nó sẽ tránh cho các bạn xước cái tấm nhung này, nhưng theo mình thì không cần. Đằng sau thì chiếc xe màu đỏ này nó có vẻ nó đẹp hơn những phiên bản cơ bản là màu trắng và màu vàng. Cá nhân mình đánh giá điều đó. Rồi mình sẽ nói đến một cái lợi ích thứ ba của cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm xe tải khác hiện tại đang có trên thị trường. Đó là cái gì? Đó chính là cái hệ thống khung gầm với cái chất lượng EU. Đây các bạn thì nhìn thấy thấp xuống một chút, các bạn thì nhìn thấy cái hệ thống khung gầm này. Đây là hệ thống khung gầm mà mình đánh giá là một trong những hệ thống khung gầm tốt nhất của các chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường. Nó chắc chắn, nó dày, các bạn nhìn thành quách rồi thép nó dày dặn, nó không có mỏng manh như những chiếc xe tải van khác. Đây là một trong những điểm cộng rất lớn của cái dòng sản phẩm này. Tiếp theo mình sẽ nói đến một cái lợi ích thứ tư, đó chính là ghế da. Các bạn nhìn thấy mặc định là cái sản phẩm này nó có sẵn ghế da cho chúng ta không phải đi bọc. Với những sản phẩm khác nó chỉ sử dụng ghế lỉ thôi, trừ Suzuki Super Caravan. Đó, ghế da chính hãng, chúng ta tiết kiệm được khoảng 5 triệu so với chúng ta tự bọc. Một đặc điểm thứ năm đó chính là cái trợ lực lái 45A. Để mình đi xem. Trợ lực lái 45A thì có cái gì đặc biệt? Thứ nhất là chúng ta sẽ ổn định hơn, chúng ta lái sẽ nhẹ hơn so với những cái trợ lực lái 25A của những xe khác. Và điểm đặc biệt cuối cùng đó là gì? Đó chính là cái hệ thống phanh ABS. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy các anh ấy chưa lắp ra này. Đây là một cái hệ thống FM radio của cái sản phẩm này. Đây nhìn với các bạn nhìn thấy chất lượng nó rất là đẹp, gọn gàng, sạch sẽ. Đó. Điểm cộng cuối cùng đó chính là phanh ABS. Phanh ABS tiết kiệm cho các bạn khoảng 40 triệu so với những chiếc xe mà không có cái hệ thống này. Phanh ABS an toàn hơn và hệ thống lái ổn định hơn. Chiếc xe này đã có điều hòa 2 chiều, trợ lực lái điện, khóa điện và kính điện rồi. Mình nổ máy lên cho các bạn xem. Phanh tay rồi.
hình như là cái xe này chưa, các bạn các anh ấy chưa đấu điện. Mong các bạn thông cảm. Được rồi, thì thông qua video này thì mình cho các bạn biết được là cái sản phẩm xe Photon khi được lên màu đỏ đun như này nó cũng rất là đẹp. Thì mình hy vọng là nếu các bạn xem cái video này thì các bạn hãy để ý đến 7 cái điều mà mình vừa nói. Nó là một trong những cái điểm ăn tiền nhất của cái dòng sản phẩm này. Nó sinh sau đẻ muộn và nó sẽ có nhiều thứ tốt hơn so với những sản phẩm hiện tại đang có trên thị trường. Nhà máy đang bán lỗ các dòng sản phẩm này nên các bạn có thể lưu ý. Các bạn quan tâm đến nó, muốn biết giá nó hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.